Đó, có bà đi kìa. Trời đất. Coi rồi, lại con có lại có cái cây này con. Lại đây có cây nè, lại lên. Rồi. Ai làm á? Trời ơi, dân chơi đó. Halloween hả con? Lại coi coi. Đâu cũng đi tới ghê không? Rồi đi lại cây đó đứng rồi mẹ coi coi, lại cái cây đó đứng mẹ coi. Cái gì nó nói cây đó cây Halloween đó cô chú. Gì la? Nó mặc cái quần nè, nó mặc quần với mặc cái áo chứ không? Rồi cái cây đó Halloween đó con. Ba chạy đâu ta? Lớn lên con, lớn lên. Chết rồi, ba nó mất tiêu rồi. Ba bị ghê ghê bắt à hả? Oh, you gonna go find him? Nó nói giờ nó đi tìm ba, nó nói ba nó bị ghê ghê bắt rồi cô chú ơi. Ớn ăn không? Trời đất ơi. Hả? À, con đi quýnh ghê ghê bắt ba hả? Ghê ghê một. À, quýnh ghê ghê luôn hả con? Ủa, chồng một đâu rồi trời? Thiệt luôn á. À, cô chú coi bữa nay chạy được đi chơi nha cô chú nha. Daddy, where are you? Daddy đâu? Daddy now. Daddy đâu? Daddy back. Đi coi. Nhân hồ đó cô chú. À, con đi bắt ghê ghê luôn hả? Ghê ghê bắt ba rồi, giờ con đi quýnh ghê ghê luôn hả? Nói cho cô chú nghe coi chị. Ủa, chạy con, sao con nhím ghê chạy kìa? Đấy, đấy kìa, kìa, cái gốc cây nó đang ăn cái gì kìa? Mẹ chỉ cho đây nè. Đây nè. Đó. Thấy không chạy? Đây nè, chạy, 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 nhìn thẳng, nhìn thẳng, nhìn thẳng. Nhìn thẳng kìa, đó, đó, nhìn thẳng, nhìn thẳng. Đó, con thấy nó chạy không? Hello đi con. Nó chạy mất tiêu rồi. Đó. Ồ, nó chạy đi rồi. Thôi đừng dí thằng chi. Lên thằng chi. Con gì? Rồi con leo lên đi. Leo lên đi. Tự một mình leo lên. Con leo lên được không? Vừa leo vừa dịnh. Chạy bữa nay đi khám phá nghe cô chú nha. Đi lên rừng leo núi luôn nha. Leo lên. Ôi, mấy con nhím nó chạy kìa, có mấy con sóc con nhím chạy quá trời kìa chay kìa. Có mấy cô mấy chú kìa. Hello đây chay. Chạy xuống ghê luôn á trời. Chạy xuống dễ sợ luôn thôi. Nay nó được đi rừng, đi núi, đi biển, đi. Ui sao nó được đi chỗ đẹp không cô chú ơi. Mẹ muốn biển hả? Giờ mình đi ra biển nha. Dạ. Ok đi thẳng xuống. Đừng có chạy. Trời cái đó dốc mà con chạy con té là nó xước á trời. Trời mẹ với. Mày quay cho cô chú coi nữa làm chi. Mẹ cảm ơn nha. Chờ mẹ với. Con chim nó kêu á con. Bye bye chim. Bye bye chim đúng rồi. Chim kìa đó thấy chưa? Chạy tụ quần hay gì rồi? Hả? Giờ con đi muốn thấy vịt hả? Ok. Không thấy vịt nữa hả? Gì? Cái gì vậy con? Cái đó cái gì vậy? Không, cái đó là cái trái thông á, cái trái thông rớt ở từ trên kia rớt xuống á. Dạ. Con thấy mấy cái trái thông không? Ừ, đúng rồi, trái thông đó con. Con heo. Heo nào? Con heo cào cầm. Heo cầm ở đó màu rồi á. Oh, what's that? Mấy cái thân cây với con, mấy cái cây người ta đốn bị gãy á con. Ừ, mấy thân cây bị gãy đó. Rồi đi ra sông hồ chơi với cho cô chú coi nè. Rồi cô chú từ từ coi cái video này ở bên video của mẹ. Bên video của mẹ. Đây con. Đó, cô chú thấy núi nè. Thấy núi non hùng vĩ không? Chắc
everywhere nè. Cát everywhere luôn hả? Cát quá trời luôn hả? Cát, cát everywhere thì nó nói là cát là mọi nơi luôn. Hỏi chay cái thân cây này chay. Thân cây bự cho bá lửa này chay. Rồi đi ra phe biển cho cô chú coi coi. Biển hồ đâu? Đó, đó. Nay là mẹ với chay đi 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 cái này là xa lắm luôn á cô chú. Đẹp lắm. Hôm nay là mướn một cái tàu đi ra đây nè. Cô chú nhớ đón xem video ở ở video của chay nha. Mấy cảnh đẹp lắm á. Chay công nhận thiệt may mắn dễ sợ luôn. Đi quá trời đi luôn. Chơi cát hả con? Không phải cát. Có mấy chị về đi lại chơi, mấy chị chơi mấy con vịt kìa. Có mấy con vịt nữa kìa, lẹ lên. Lẹ lên. Ồ, có chiếc xe kìa cháy kìa. Wow, xe của ai á? Xe của ai để quên đó đó. Trời ơi ơi. Ừ, chiếc xe đó. Xe màu gì vậy? Cát lại. Lắp cát lại hả? Lắp cát lại xe luôn hả? Đi con. Ủa, ông Lũ với bà Nhung đâu ta? Đi kiếm Lũ với bà Nhung, ông Lũ bà Nhung mất tích rồi kìa. Ê, không, 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 ướt giày, ướt giày. Không được. Đi nè con. Đi, lẹ lên. À, rồi kết bạn rồi đó. Kết bạn rồi đó cô chú ơi. Ôi, trời, 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 trời. Not too deep, JD, not too deep. Rồi, ơi, bà lên. Bà lên. Ush, ush. Thank you. Đó, coi được bà không? Chê, coi chừng té nha. Rồi, đó, làm ướt tay áo rồi đó. Coi được nó không? Chê, đi lại đây, mày sẵn tay áo lên. Come here, come here. Come here, come here. Let me roll your sleeve up. Come here. Yeah, let me roll up your sleeve. It's okay. Đó, thấy không? Đi tới đây là có bạn trai đi theo liền, thấy chưa? How old is he? 2 years. 2 years old? Yeah. She's 2 and a half. So I said no. Ồ, ơn dịch kìa, dịch thấy thương không? Nè đây coi, qua mặt đây coi. Mình té. À không. Coi chừng ướt quần. Dọc cát đó, dọc cát đó. Phải kệ nó chứ, tao đi tới đây là phải cho nhúng chân vô miếng nước, nhúng chân vô ấy. Dạ. Đứng lên ướt đít bại bà. Cháu yêu bà lắm luôn á. Ờ, cô ngồi xuống ướt quần, ướt đít con ngồi kìa. Trời ơi, gom cát hả? Gom cát xuống hả? Trời ơi. À, con dục dục cát xuống luôn nước luôn hả? Ôi ôi. Đã đời chưa? Đã đời chưa? Té, té từ từ. Ôi trời ơi. Trời ơi, nó đem nó lắp cái chiếc xe ở dưới coi được không? Ơi, mình nãy giờ mẹ đâu thấy đâu. Trời đất ơi. Có được không? Cái khe sông môi đó của ai đưa con ạ? À? Ai đưa con sông môi đây nè, coi nè, coi nè. Ê, coi làm gì ăn nữa. Trời ơi, bậy, 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 bậy. Nhả ra lấy cái khăn giấy ấy giùm chị ra tí. Trời ơi, nó chùi nhà ông. Không được nha, không được nha. Cắt rồi đây, cắt rồi đây. Trời đất ơi. Dục luôn đi, ừ. Coi được không? À cô chú coi chay nè. Đó cô chú coi chay chơi Vinh Tý nè. Trời ơi tôi tắt máy nói chuyện nó cũng không cho nó bắt tôi mở lên để quay nó coi được. Để
Rồi đi theo, đi theo, em đi theo thao sau lưng chị này chị. Nó coi, nó nhìn coi có đem theo không. Rồi, go. Rồi, dịnh đàng hoàng. Đó, đi vậy đó. Giờ này anh Tý đi làm về khuya rồi mà cũng trời ơi, giờ này 10 giờ rưỡi khuya rồi đó. Đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi gì cũng ham nó đi qua chơi với nó có được không? Cái gì? Khép cái chân lại coi. Trời đất ơi, khổ ba ghê. Rồi chơi đi. Bỏ lên mình. Đi sáng giờ đuối rồi, con nhông đuối rồi. Ừ. Bỏ ngồi vậy không nổi luôn rồi biết rồi đó. Ui sao chị yếu hà. Chị ngồi lên thiền mà chị nhắm mắt chị ngủ không, kêu chị mở ra chị không dám mở á. Mở ra. Dạ. Ai chơi là nó chơi xuyên suốt luôn á. Nó có nói chuyện đi. À kêu nói chuyện là nói vậy hả? Siêu. Nó sâu sáo, nó xạo, nó tự động nó làm nó vậy đó. Nó con nói cậu Tí ơi chơi với con. Nói đây, nói cậu Tí chơi với con. Vậy thôi Tí đi về đi Tí ơi. Không chơi. Bye. Nói cậu Tí ơi chơi với con. Giỡn với nó, ai mà chịu giỡn với nó là thôi rồi. Chổi chổi cái câu, làm gì? Trời ơi cái gì vậy, lại lấy cái đó chứ. Hôn cậu Tí cái. Hôn cậu Tí cái. Hôn cậu Tí cái. Không đi. Không có Tí miếng. Không miếng đi Tí kêu gì Ngọc bằng chị mà. Nó không có không không? Có không không? Có không không? Không. Trời ơi. Không mà che miệng rồi che. Oops. Con đá cầu cho cậu Tí coi coi, nãy mày chỉ con đá cầu sao? Đá cầu. Sao mày đá sao? Dữ. Đá dữ à, dữ à. Ừ dữ dữ. Ồ dạ dạ dữ vậy ta. Bỏ làm đủ trò. Đi tiếp hả? Go, go. Chay, chay, chay mà bây giờ con muốn đụng cái trần nhà là con kêu cậu Tí đụng rồi bồng con được cái chay. Đụng đó. Đụng không chay? Đụng trần nhà coi chay. Chay đụng trần nhà coi chay.
Đó, thấy chưa? Wow, chay dữ rồi ta. Chay hay dữ rồi ta. Trời ơi, nó mạnh dữ rồi ta. Nó đẩy cậu tí. Ôi trời ơi, đẩy cậu tí té luôn trời. Rồi ngồi đi, khoái hơn. Em kéo đó anh chưa? Ôi trời. Trời. Để sợ bây giờ, dữ lắm.